Xin chào hai em Hưng Hà, tuần này chị sẽ cho hai em du lịch An Giang. Có nhiều bất ngờ đang chờ hai em lắm đó nha ha ha. Thấy nó đẹp không? Trời, sao sao mày như khùng điên á. Khùng. Sống già chừng này năm tự nhiên bị con Google nó dẫn dắt đi tùm lum tà la chứ năm nào cũng bị. Càng ngày con nó càng nặng nha, nó làm với tao với mày càng ngày giống như mấy hai con điên á. Mà sao không biết nó có mùa mê thuốc lú gì mà cứ nghe lời nó không à. Dẫn dụ ở đây rồi, cải trang, cải riết rồi nè. Đón khách rồi nọ, du lịch nắng nôi này nè, khách khứa đâu. Mà có khách mới cho mấy tự nhiên chạy. Khách hả? Có ngay. Ui. Mát mẻ quá. Đúng rồi. Em đố anh Lê Nhân nha. Sao? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở rừng Tràm Trà Sư. Chính xác là như vậy. Bữa nay tự nhiên bà Google bà gửi định vị cho mình lại đây là tự nhiên lại đây không ai đón mình không. Thì Google hang vậy đó. Đang ở thành thị chỉ họ bắt đầu vô rừng sâu núi thẳm. Nhưng mà bây giờ em muốn đi thuyền quá đi. Đi thuyền hả? Em đi chơi thuyền trong rừng Tràm Trà Sư. Gì mà bẻ chị. Chào đón anh em mình. Thôi được rồi, anh thấy làm gì có bến thuyền kìa, đi ngồi kia đi. Ê, có người kìa. Khách tử kìa. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Có hai cô chú lái thuyền kìa. Bé ơi. Cô chú đây là đi mình chở khách đi vô trong cái rừng Tràm Trà Sư đúng không? Đúng rồi. Hai em xuống đây, đi xuống đây. Trời ơi, khách tên là khách, khách làm khách ngồi đi khách, trời ơi, khách ngồi đó. Cứu tôi, trời ơi. Trời ơi, khách của tao. Cái này là mình đi tham quan du lịch hay là mình đi đâu vật? Đi đâu vật cái gì mày ngồi vậy đó. Mình bị sao đâu có gì lại. Ghê anh có mặt mát nè. Có nước trà đá nữa rồi. Sao mà cái dịch vụ này nó trá hình dữ trời. Đạp ơi, bữa trước em nói là bữa nay cái phong thủy em là hợp với lại cái đi cái ghe đàn đúng ông rồi, đúng rồi. Đổi đi. Bữa nay coi phong thủy là em hợp với lại cho nam hơn không. Em qua bên chú kia. Cái gì vậy? Em qua bên chú kia. À vậy hả, qua đây dạ. Rồi. Đó. Ôi nhưng mà quên là quên nữa. Tại vì phong thủy của em là phải tóc bạch kim nó mới hợp phong thì thủy đó, tại em là kim. Thì đó. Đổ lại đi. Trời ơi, tức quá, muốn cáo thằn ghê luôn vậy đó. Cái gì vậy trời? Rồi đó, được chưa? Nhớ ra chưa, nhớ kỹ đó chưa, giờ đi được chưa? Nhưng mà bây giờ mình hỏi giá mình mới đi chứ. Ừ đúng rồi, phải biết giá chứ, lỡ nhiều khi lên trên đây rồi đến kia chặt chém rồi sao. Cái này cho nói cho hợp luôn. Dạ. Cái ghe này là không tốn tiền luôn. Không tốn tiền hợp hả? Chưa. 2 triệu. Mày đi anh à. Đi bên này một lát nó cho 200. Bên đó, bên đó cho 200. Bên đây người ta ối tiền lại gửi cho mình luôn là... Tới rồi. Trời đất ơi, đừng có nôn nóng cái gì hết trơn á trời á. Là bây giờ là hai bên đang gây lộn là giành khách đúng không? Đúng rồi. Kéo kéo phải không? Đúng rồi. Không nhất thiết phải làm điều đó. Điều đó làm ở đây là vô nghĩa. Là sao? Vì hai vị khách này không phải thuộc về ông bà. Ủa gì kìa? Thuộc về tôi. Hai đứa. Ở đâu đấy con mèo đi hia này, ra đây đây. Trời ơi là trời. Tôi là mẹ thiên nhiên, tôi đang ở đây nè. Bước qua đây cưng. Mày chịu hết tao không? Mày chịu hết tao không? Mày chịu hết chơi nha. Mày chịu hết tao không? Mày chịu hết tao không? Rớt vàng trời ơi. Khoan. Trời ơi. Ông già bà già này làm dữ vậy. Trời ơi, từ từ nghe người ta nói coi. Con này gia đình nó có ba con gấu nữa nè. Trời ơi, mới xuất hiện mà làm cái gì. Thấy sợ quá. Không ai dám. Mày tao giết người. Ai? Bà ơi, cô ơi, đến rồi nha. Khách xuống mà đi.
lên tăng xong lọt chúng cô ơi. Trời ơi cô ơi lên. Lên đảo không cô ơi, khách á là đá là đây rồi nè, ở đây. Thấy chưa? Thấy ghê không? Qua đây. Dạ thưa bà ngoại. Bà già rồi mình để sức thở đi. Mệt không? Mệt rồi chửi gì? Có tuổi bây giờ nè. Cái trơn mà rần. Hai cái vị khách này là thuộc về tôi. Còn ông nè, bà nè, nếu mà muốn tham gia cái chương trình này thì qua đây luôn. Mình đi chơi. Mày la gì? Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là đệ tử ruột của chị Google. Sao bữa nay nó khác quá vậy? Trời ơi, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khác chứ. Trời ơi, cái gì nó bây giờ phải... Trời ơi! Cái gì vậy? Bà ngoại ơi! Sao mà lộ bộ mặt của... Mày nghĩ ta là ai hả? Thấy chưa, giả dạng thấy chưa? Ngoại mà lộn thành ngoại luôn kìa. Hồi nãy đổi cái tóc là ngoại giả. Xuống tóc luôn. Ủa, anh Hưng kìa. Trời ơi. Trời ơi, họ không bị mình lên chung luôn đi. Rồi anh ơi. Đây là khách mời. Trời ơi, khách mời. Trời ơi, nãy giờ tưởng là ai. Trời ơi. Qua, bây giờ mình qua nè, mình chơi nè. Mời anh. Ngồi. Rồi anh trai ngồi xuống trai. Trời ơi. Trời ơi, anh chào anh ngồi bên đâu là nó ne thuyền qua bên đó nè. Gái xuống đây là cưng. Dạ. Lát nữa là tụi mình chầm mình xuống đây luôn. Rồi ngồi sao cho nó đều. Trời ơi. Được anh nghe nè, bây giờ nè, mà còn nhất thiết phải đi không? Tại vì vô kia mình coi chim mà nãy giờ mình ồn quá, chim chắc bay bà nó hết rồi. Chim gì? Chim trong rừng chim bay ra, chim tung cánh xóa ta. Dở nha. Hát khúc đó chim mới bay đó. Vậy là bây giờ mình bắt đầu cái hành trình trên đất phù sa đó phải không? Hành trình đến giờ đại chiến ảnh thực. Yeah. Vô nha. Rừng Tràm Trà Sư nằm tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây Sông Hậu, là nơi sinh sống của rất nhiều loại động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Sự đa dạng và phong phú về tài nguyên khiến rừng Tràm Trà Sư trở thành một điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu và những người ham mê khám phá thiên nhiên hoang dã.